Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của hệ thống đào tạo MGK. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Duy, hiện đang là giảng viên trực tiếp giảng dạy bộ môn chăm sóc da tại hệ thống đào tạo MGK IDU. Thì để tiếp theo cái bài học trong chuỗi đào tạo online về cấu tạo da ngày hôm nay, thì cô sẽ chia sẻ cho các bạn một kiến thức tiếp theo của cái bài học của khoa đợt trước. Đó là đợt trước chúng ta đã được cô chia sẻ cho các bạn về cách nhận biết nám, phân biệt các loại nám và cái cơ chế hình thành nám như thế nào. Thì cái bài hôm nay cũng có một cái ý nghĩa không kém phần quan trọng, đó là khi chúng ta biết cách như thế nào để giúp ngăn ngừa hạn chế cái tình trạng nám nó xảy ra trên đối với chúng ta, hoặc là nếu các bạn đã bị nám rồi thì chúng ta phải tìm hiểu những cái cách chăm sóc da như thế nào, và những cái công nghệ điều trị ngày nay có những công nghệ điều trị gì để giúp cho chúng ta có thể cải thiện được vấn đề nám ha. Thì các bạn hãy cùng lắng nghe cô chia sẻ cái nội dung ngày hôm nay. Nếu mà bạn nào lần đầu tiên đang xem YouTube của cô thì hãy nhanh tay nhấn subscribe và nhấn chuông để có thể nhận được những thông báo video mới nhất trong chuỗi đào tạo online của cô ha, để có được một cái kiến thức về cách chăm sóc da. Rồi để bắt đầu vào bài học ngày hôm nay, cô sẽ nói về cái cách chúng ta ngăn ngừa để mà chúng ta không bị nám da. Thì như các bạn đã biết, về cái yếu tố nguyên nhân đầu tiên mà yếu tố bên ngoài mà khiến cho da chúng ta trở nên bị sạm nám, bị tàn nhang, đó là một cái yếu tố mà không ai có thể tránh khỏi, đó là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và trong ánh nắng mặt trời nó có những cái tác hại của những tia UV. Vì thế cái cách mà để hạn chế cách để mà hạn chế nám xuất hiện trên da mặt chúng ta, bởi vì nám nó xuất hiện là do đâu? Cô xin nhắc lại tí xíu về cái cơ chế hình thành nám. Nó xuất hiện là do sự tác động của da chúng ta nó bị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, và cái tế bào melanocyte nằm ở lớp đáy của tầng biểu bì và sự tác động của men tyrosinat thì nó sẽ sản sinh ra một cái tế bào gọi là melanin ha. Và melanin này, cái dùng từ chuyên môn người ta gọi là tế bào hắc tố, và nó được sản sinh ra với nhiệm vụ là bao bọc tế bào và đẩy lên bề mặt da, tập trung lên bề mặt da chúng ta giống như là một cái hàng rào để mà bảo vệ, ngăn ngừa những cái tác hại tia UV nó hấp thụ vào da chúng ta. Vì thế cái điều đầu tiên để tránh cho melanin nó được sản sinh thì các bạn cần phải hạn chế tuyệt đối giúp cô là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên. Nếu mà chúng ta có việc gì cần, chúng ta đi ra ngoài thì các bạn nên có chế độ bảo vệ. Thứ nhất là sử dụng kem chống nắng ha, sử dụng kem chống nắng, và ngày nay thì có rất là nhiều loại kem chống nắng để các bạn lựa chọn, và chúng ta nên chọn những loại kem chống nắng có khả năng chống lại cả tia UVA và UVB, chỉ số có thể là cô khuyến khích là từ 30 trở lên ha. Và không chỉ chúng ta sử dụng kem chống nắng mà các bạn còn phải có những thiết bị hỗ trợ như là váy nón, mắt kính, che chắn chúng ta, hỗ trợ chúng ta khi mà chúng ta đi ra ngoài nắng, để những cái tia UV có trong ánh nắng mặt trời nó không thể nào mà tác động vào trong da chúng ta, nó gây ra cái tình trạng melanin nó sản sinh lên bề mặt da. Đó là một cái yếu tố đầu tiên mà các bạn cần phải ghi nhớ để mà chúng ta hạn chế được cái tình trạng nám da xuất hiện trên da mặt chúng ta ha. Rồi về cái yếu tố bên ngoài, yếu tố bên ngoài mà chúng ta lạm dụng mỹ phẩm cũng là một cái yếu tố gây ra nám. Thì cô cũng khuyến khích các bạn là khi chúng ta chọn mua một loại mỹ phẩm nào đó mà các bạn đừng có quá đặt cái hiệu quả nó lên nhanh quá. Tức là đa số là một số bạn sẽ thích những cái loại mỹ phẩm là trắng nhanh,
bôi lên là trắng liền, vài ngày là trắng liền. Thì cô cũng khuyến khích các bạn không nên chọn những cái sản phẩm đó, bởi vì những sản phẩm đó chúng ta không hiểu rõ nguồn gốc và những thành phần nó như thế nào mà nó có thể làm da chúng ta trắng nhanh như vậy. Lý do là nó làm bào mòn, nó lột tẩy đi cái lớp màng bảo vệ bên ngoài da chúng ta. Vì thế khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì cái cơ chế sản sinh melanin để bảo vệ lại da nó càng tăng sinh nhiều hơn, bởi vì cái lớp màng bảo vệ da nó đã bị mất đi do chúng ta lạm dụng mỹ phẩm. Vì thế cái vấn đề mà xuất hiện nám, sạm nám da nó sẽ càng xuất hiện trên da mặt chúng ta khi chúng ta lạm dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không rõ thành phần của cái loại mỹ phẩm chúng ta đang sử dụng ha. Rồi tiếp đến đó là những cái yếu tố bên ngoài mà gây nên tình trạng nám da, và những cái yếu tố bên trong như là yếu tố suy giảm nội tiết tố hoặc là hóc môn thay đổi, rồi gốc tự do. Thì đầu tiên một cái nội tiết tố của một cơ thể người phụ nữ thay đổi thì các bạn nên có sử dụng những cái sản phẩm gọi là cân bằng lại nội tiết tố và điều hòa nội tiết tố có chứa estrogen, kết hợp với những sản phẩm có chống chất chứa chống oxy hóa ha, oxy hóa từ tự nhiên để không có tác dụng phụ, sẽ giúp chúng ta giảm được cái tình trạng sạm nám. Rồi bên cạnh đó các bạn cũng phải kết hợp cái vấn đề là bên ngoài thoa và bên trong uống, tức là chúng ta sẽ sử dụng cả hai phương pháp. Bên ngoài bôi, tức là các bạn sẽ bôi kem chống nắng hoặc là bôi những cái dạng sản phẩm mà chống lại cái tình trạng mà sạm nám da hoặc là chúng ta chống nắng. Rồi kết hợp bên trong là uống để cân bằng nội tiết tố. Chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm nó có chứa thành phần như apatin, vitamin C, vân vân. Nó sẽ cải thiện về cái vấn đề sạm nám của chúng ta. Rồi bên cạnh đó, yếu tố mà bên trong mà nó gây ra hiện tạng sạm nám da chúng ta, đó là một yếu tố là các bạn có một cái chế độ sinh hoạt, ăn uống sinh hoạt không đúng cách, không đúng khoa học, các bạn không bổ sung cho cơ thể mình những cái vitamin cần thiết, và không uống nhiều nước hoặc là không ăn những cái chất xơ, những rau xanh vân vân. Rồi bên cạnh đó, các bạn thức quá khuya hoặc là các bạn do bị áp lực công việc, học tập dẫn đến tình trạng đầu óc chúng ta bị stress kéo dài cũng là một cái nguyên nhân khiến cho cái melanin hóc môn trong cơ thể chúng ta, và nó kích thức melanin sản sinh, nó cũng sẽ làm ra tình trạng sạm nám da. Vì thế nên chúng ta cần phải cân bằng lại cái chế độ sinh hoạt của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta có một cái thực đơn về ăn. Mỗi ngày chúng ta cần bổ sung những gì để mà giúp cho chúng ta cân bằng lại cái cơ thể bên trong chúng ta. Rồi bên cạnh đó, các bạn hà ngủ đúng giờ, cho chúng ta một cái lịch ngủ đúng giờ và thức dậy sớm, vận động cơ thể, tập thể dục thường xuyên để chúng ta có một cái lối sống gọi là lành mạnh, và hạn chế chúng ta sử dụng những cái chất kích thích hoặc là sử dụng hút thuốc hoặc là uống cà phê vân vân. Đó là những cái yếu tố gây ra nám da ha. Rồi bên cạnh đó các bạn cũng không đừng quên là bảo vệ da khi đi ra ngoài nắng ha. Rồi đó là cái cách gọi là ngăn ngừa và hạn chế tình trạng nám xảy ra trên da chúng ta. Vậy sao đối với những người đã bị nám rồi thì chúng ta phải làm như thế nào để điều trị? Thì ngày nay có rất là nhiều cái công nghệ làm đẹp có thể giúp chúng ta cải thiện được cái vấn đề nám. Nhưng mà không, cô cũng nói luôn là không ở đâu có thể cam kết cho các bạn là cái vấn đề nám nó có thể cải thiện được cả 100%.
đối với những nám nám có thể mới xuất hiện như nám mảng hoặc là cái sậm màu mà chúng ta điều trị liền nó có thể cải thiện được từ 90 đến 100%, nhưng về những cái nám chân sâu, nám lâu năm quá mà chúng ta mới bắt đầu điều trị thì những cái công nghệ làm đẹp ngày nay thì nó có thể cải thiện giúp chúng ta hạn chế được cái sự sản sinh sắc tố melanin. Nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được vấn đề nám tầm từ 60 đến 70%, tùy theo cái công nghệ chúng ta lựa chọn. Thì đó là những công nghệ nào. Thì ngày nay là các bạn cũng biết những cái spa thẩm mỹ viện hoặc những cái clinic, người ta đều có những công nghệ như là các bạn có thể lăn kim, hoặc là chúng ta có thể lấy máu tự thân, là công nghệ BRB á, làm đẹp bằng máu tự thân, hoặc là chúng ta có thể bắn laser. Có rất là nhiều công nghệ laser để hỗ trợ điều trị nám chúng ta. Rồi bên cạnh đó chúng ta kết hợp xài những cái sản phẩm để ức chế cái sự sản sinh của melanin ha. Thì đó là cái cách điều trị, những công nghệ điều trị mà cô đã liệt kê trên. Các bạn nào muốn tìm hiểu về sâu hơn các công nghệ này thì cứ comment cho cô, đặt câu hỏi, cô sẽ hỗ trợ trả lời các bạn nha. Thì thời gian của cái bài học ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc. Cô cũng xin hẹn gặp lại các bạn vào các bài sau. Cô sẽ chia sẻ các kiến thức khác nhiều hơn nữa. Bạn nào đang xem livestream, đang xem cái video này mà cảm thấy nội dung nó hay và có ích cho những người khác thì hãy nhấn like và share. Và nếu có thắc mắc gì thì đặt câu hỏi ngay bên dưới cái video này, cô sẽ hỗ trợ trả lời các bạn nha. Và xin chúc các bạn một ngày làm việc thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt các bạn lại kỳ video sau nha.